Ngày 28 tháng 3, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ mâu thuẫn đánh nhau dẫn đến chết người. Theo thông tin ban đầu, giữa bà Trần Ngọc Phượng, 68 tuổi, ngụ xã Hoa Tịnh, huyện Chợ Gạo và Huỳnh Văn Hoàng, 53 tuổi, ngụ xã Tân Hưng, có xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Vào khoảng 17 giờ ngày 27 tháng 3, Hoàng dùng hung khí đánh nhiều cái vào đầu và vai của bà Phượng tại đoạn đường nông thôn thuộc ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương. Dù bà Phượng đã gục tại chỗ, nhưng Hoàng vẫn dùng hung khí đánh nhiều cái vào đầu nạn nhân. Theo camera của nhà người dân ghi lại, Hoàng đã đánh tổng cộng 21 cái vào người bà Phượng, vụ việc chỉ dừng lại khi có người đến can ngăn. Sau đó bà Phượng được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Do vết thương quá nặng nên bà Phượng đã tử vong vào khoảng 2 giờ ngày 28 tháng 3 được biết hoàng và bà phượng là hàng xóm của nhau hiện hoàng đã bị cơ quan công an tạm giữ để phục vụ cho công tác điều tra